Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Dậu. Đây là video clip mình làm về vận hạn của tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm 2018, năm Mậu Tuất. Đối với tuổi của tất cả các anh, các chị, các em và các bạn tuổi tuổi Dậu, thì đối với những người mà tuổi Dậu á, thì năm Mậu Tuất thì nó cũng có những điều hay và cũng những điều không hay. Thì đối với cái tháng mà người ta nói là tháng ngọ, là tí ngọ mẹo dậu, thì tháng này nó trong tứ hành xung, là một tháng tứ hành xung của địa chi, thì xem là nó tốt đẹp hay là nó xấu với cái người tuổi dậu nó như thế nào. Thì mình sẽ đưa ra những cái phân tích dựa theo cái tử vi tháng của mọi người. Thì đầu tiên hết thì đối với tuổi dậu, đó là người tuổi ất dậu, sinh năm 1945, gọi là sướng ngọ chi kê, gà mà gáy bằng trưa, gáy vào giờ ngọ, mệnh là tuyền trung thủy. Thì cái vận hạn của cả năm thì mình đã nói ở những cái video tháng 2, tháng 3, tháng 4 rồi, cho nên là mình sẽ không có nhắc lại. Thì bây giờ mình sẽ nói thẳng vào cái phần tử vi tháng. Thì với cái tháng 5 âm lịch, tháng Mậu Ngọ, nó là một tháng hỏa. Thì người ất dậu sinh năm 1945 á, là mệnh thủy, như vậy là thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn bổ mạng, có vấn đề nhưng không quá lớn. Đặc biệt là người ất dậu thì đã lớn tuổi rồi, cần phải cẩn thận một tí xíu khi mà du rằng tháng này là thủy khắc hỏa chứ không phải là ngược lại, thì bổ mạng khắc tháng, nhưng mà nó cũng sẽ có những điều khó khăn. Thiên can á, chữ ất với chữ mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành của chữ ất là mộc, chữ mậu là thổ, cho nên là gọi là ngũ hành tương khắc mộc thổ, không mấy tốt cho công việc và cái cuộc sống. Người mà ất dậu sinh năm 1945, hay là những cái em nhỏ mà nó sinh 2005 á, thì vẫn là còn học hành, hoặc là những người này lớn rồi không làm gì hết, cho nên cái phần thiên can, phần về công việc nó không có ảnh hưởng nhiều, nó chỉ liên quan đến cái vấn đề cuộc sống, chất lượng cuộc sống. Nghĩ rằng với cái tháng năm mà tháng tương khắc như vậy thì nó cũng sẽ có những điều không vui vẻ. Tuy rằng các em sẽ 2005 thôi, nhưng mà là đang cái kỳ nghỉ hè, nhưng sẽ không quá vui vẻ đâu ha. Địa chi dậu ngọ là thuộc tứ hành xung, tuy nhiên là tí ngọ mẹo dậu nó được cách xa nhau tới ha, cho nên là cái phần xung khắc, cái phần mà ấy nó không nhiều, có thể nói là nó bình hòa, không hình hại, không xung nhau, cũng có thể nói là như vậy, nhưng mà nó nằm trong tứ hành xung thì nó dĩ nhiên nó sẽ có chút, cho nên là không mấy vui vẻ lắm đâu đối với người mà ất dậu, nhất là những người lớn tuổi, những bác mà lớn tuổi sẽ có những cái điều khó khăn riêng ha, không có được vui vẻ buồn phiền trong gia đạo một tí xíu, có thể là con cái nó buồn phiền ha. Rồi, tiếp theo là người tuổi Đinh Dậu. Người này là sinh năm 1957, người ta gọi là độc lập chi kê, gà mà đơn thân. Mệnh là sơn hỏa hạ, sơn hạ hỏa, lửa trên núi. Nam mạng sao thái âm, nữ mạng sao thái bạch đối với người Đinh Dậu. Cho cả năm, vận niên thì hồn thực quả, thì ngọt, dĩ nhiên là phải ngon lành ha. Thì xem có là đối với cái tháng 5, tháng Mậu Ngọ của năm Mậu Tuất này, thì người Đinh Dậu này ra sao. Đơn giản, hỏa thì mệnh hỏa đồng hành với lại cái tháng ha, như vậy là bản mệnh đồng hành hỏa với tháng, sức khỏe bổn mạng tốt ha, dễ dàng mà ổn định. Ví dụ như có việc chút gì đó, ho hay ăn chút xíu, thì đối với mùa hè nóng nảy thì không có việc gì quá nặng nề đối với cái bổn mạng ha, không quá không có gì khó khăn đối với cái bổn mạng của người Đinh Dậu trong cái tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch này. Chữ thiên can, chữ đinh ha, thì mậu thì mà không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên chữ đinh thì thuộc hành hỏa, chữ mậu thì thuộc hành thổ, như vậy là nằm trong vòng tương sinh, hỏa sinh thổ. Công việc sẽ tốt đẹp, không quá lớn lao nhưng mà sẽ tốt đẹp, không có nhiều chống phá, không có cái chuyện gì hết, thậm chí là sinh ra tài lộc. Thì địa chi thì cũng giống như ất dậu ha, dậu ngọ thì nằm trong tứ hành xung, nhưng
nó ở xa nhau thì cái phần xung khắc nó không quá nhiều, có thể nói là bình hòa, gia đạo không có vấn đề. À, đối với những người mà tuổi Dậu thì sẽ giống giống nhau, à, không có nhiều cái buồn phiền trong gia đạo ở trong cái tháng năm âm lịch. Chỉ cao lắm là về mạng và về thiên can nó sẽ như thế nào, còn công việc và vũng mạng nó ra sao thôi ha. Như vậy là quá ngon rồi. Rồi tiếp tục đó là các anh các chị tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, người ta gọi là báo hiểu chi kê gà gãy sớt ha, mệnh là đại trạch thổ đất nền nhà ha. Thì như đã nói thì các anh nam thì sao thái dương, nữ thì sao thổ tú. À, năm nay đối với toàn năm thì rõ ràng là các anh nam thì quá quá ngon lành với cái sao thái dương này, rất là tốt cho người mà mệnh thổ. Mà sao thái dương là may mắn danh lộc tốt, cho nên là có thể nói năm nay là thành công và công việc. Rồi để xem coi tháng này nó thành công tới cỡ nào. À, mạng thì hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổ mạng tốt. À, các cái tinh quân tốt và nhất là các tài tinh sẽ được trương trợ, cho nên là tháng này có thể nói là tiền vô ha, ngon lành, sức khỏe tốt, tiền đầy. Ok, thiên can Kỷ Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt nạp âm ngũ hành, Kỷ Mậu thì đều thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là công việc hanh thông, dễ dàng và tự nhiên sẽ đến với mọi điều, công việc, tiền tài ok. Địa chi thì cũng giống như là những người Đinh Dậu thì không có gì là quá khó khăn, tức là gia đạo không có chống phá, cũng không có gì nhiều. Như vậy rõ ràng đối với người Kỷ Dậu, tháng 5 âm lịch là một tháng tiền tài không phải suy nghĩ, sức khỏe không có gì mà đáng nói. Như vậy thì quá ngon lành rồi, đúng không? Hỏa sinh thổ của bổn mạng sẽ làm cho các tinh quân tốt phát huy tác dụng, làm cho các cái bại tinh phá tinh bị khống chế. Và thiên can thì công việc nó sinh tài lộc, như vậy đối với người Kỷ Dậu rõ ràng là một điều tốt đẹp. À, có thể nói là ngon lành, có vô ha. Vậy là chúc mừng luôn á, chúc mừng các anh các chị Kỷ Dậu ha. Đấy, tuy rằng các chị có sao thổ tú, nhưng mà sao thổ tú thì đối với những người mệnh thổ thì nó là hành thổ, mà đối với người mệnh thổ thì nó cũng không đem cái rối rắm bất an quá nhiều đối với các anh các chị đâu, cho nên là tháng năm các chị đâu, cho nên là đối với tháng năm này thì rõ ràng các chị cũng có sẽ có tiền tài có lợi về danh lộc ha, chứ không phải là tháng người tuổi Dậu tháng ngọ là kỵ, không có, phải xem như thế nào. Tiếp theo là các em tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, người ta là long tàn chi kê, gà mà ở trong lòng, thích thì cho ăn, thích thì cho nhịn đói ha. Mệnh là thạch lựu mộc, gỗ của cây lựu đá đó. Nam thì sổ thổ tú, nữ thì vân hớn, tất cả đều là những cái sao mà rối rắm nạn tai, cả nam lẫn nữ đều bị như vậy hết ha. Vận niên thì trư phùng hỏa, thì đúng thiệt liệt là người năm mộc gặp năm mộc, nhưng mà mộc là bị hỏa vượng, các mộc nó thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, cho nên là bị đốt dữ quá. Từ đầu năm tới giờ chả thấy gì ngon lành cả, cả nam lẫn nữ của canh thân rõ ràng là không có tốt đẹp gì cả ha. Rồi coi xét xem coi là nó như thế nào. Mạng thì canh thân mộc, mậu ngọ tháng năm là hỏa ha, bản mệnh sinh xuất tháng đề phòng tai nạn, tuy nhiên có cũng không có quá nặng nề, dễ dàng vượt qua, vì dù gì cũng sinh xuất chứ không phải là bị tương khắc, cho nên là chấp nhận được ha, gọi là bị suy bản mệnh chứ không có bị nguy bản mệnh. Chừng nào bị nguy bản mệnh thì mới sợ ha. Thiên can thì chữ Tân với chữ Mậu cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt nạp âm ngũ hành á, Tân canh thành kim ha, Mậu Kỷ thì thổ, cho nên có thể nói là Mậu thổ này sinh kim ha, sinh Tân mà kim, cho nên là về mặt nạp âm ngũ hành là thiên can được tương sinh, tài lộc cũng tương đối, có thể nói là có nhưng không nhiều ha, vì dưới hai cái sao có bộ là không có ngon lành lắm. Đặc biệt hai cái sao mà người nam sổ thổ tú, nữ vân hớn đều là rối rắm nạn tai, gặp bản mệnh sinh xuất thì cần cẩn trọng, mình quên chú ý cái đó ở phần bản mệnh. Có thể là gặp tai nạn nhưng không quá nặng nề đâu ha. Thì Dậu ngọ thì cũng như các tuổi Dậu khác, có thể nói là hình hại
và cái gia đạo nó cũng chỉ có buồn phiền nhưng mà nhẹ nhàng thôi, không quá lớn lao ha, một chút thôi. Có thể là thí dụ như tháng trước có buồn phiền đó ha, thân tỵ vừa là lục hợp vừa là lục xung, có thể nói hợp xung là do bản thân, còn riêng mà tháng này thì không còn gì hết, thuộc nhóm tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu, tuy nhiên là nó ở xa nhau mà cũng không đến nỗi nào. Có người nói là nó bị hình nhau, nhưng mà theo tử vi thì có cái thì có tử vi thì kêu là bị hình nhau, có tử vi thì nó không. Thôi thì hy vọng là nó không có hình nhau đi, để cho nó có nhiều điều tốt đẹp cho tuổi canh thân ha. Rồi à, Quỳnh tuổi Tân Dậu ha. Rồi tiếp tục nữa là người tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, nam nhâm nữ quý ha. Tuy nhiên là nam với cái sao thái âm thì may mắn danh lộc tốt, nữ thì dưỡng sao thái mật hao tài đầu ớt, rõ ràng là không tốt đẹp. Thì có xét coi tháng năm này tốt với người tuổi Quý hay không, Quý Dậu hay không. Xét về mạng, tháng năm là tháng hỏa, người thì mệnh kim, như vậy hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng sẽ bị nguy nan. Tháng này tháng hỏa, và nên nhớ rằng năm nay đã nói từ đầu năm, tháng này tháng 5 âm lịch và tháng 6 âm lịch là hai tháng cực hỏa, cho nên là không tốt lành cho người mệnh kim. Vốn dĩ toàn năm đây là bình địa mộc, mẫu tức là bình địa mộc, đã khi kim khắc mộc là đã có vấn đề, gặp năm hỏa vượng và những tháng hỏa vượng nhất trong năm tập trung vào tháng thiên thượng hỏa, là thiên thượng hỏa mậu ngọ này, thiên thượng hỏa kỷ mùi, cho nên là bản mệnh của người Quý Dậu rất rất là yếu, nhớ nhớ nha, rất rất là yếu, cần cẩn trọng nhiều điều ha, nhất là các bạn nữ dưỡng sao thái âm, dưỡng sao thái mật, bạn mà bị hỏa khắc kim như này, tinh quân không tốt, tài tinh bị khống chế, dễ rất là dễ hao tiền, cho nên cẩn thận là tốt nhất. Địa chi Dậu ngọ thì thiên can quý mậu ha, thì người ta gọi là mậu hợp quý, hai cái thiên can này thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp đa lễ, chủ về chữ lễ, cho nên có thể nói rằng với cái thiên can mà gọi là ngũ hợp này, hy vọng rằng nó sẽ công việc không có vấn đề, dù gì nó có hao tốn đi nữa, nó hao tốn việc khác, nó không phải là hao tốn ở trong công việc, hao tốn ở trong cuộc sống, bổn mạng hao tốn, thí dụ bệnh trận hao tốn trong đó thì cũng đã đi, chứ mà công việc mà xảy ra vấn đề mệt mỏi, làm ăn xảy ra vấn đề thì bổn mạng cũng chả có ngon làm gì, cho nên là cần cẩn trọng ha. Địa chi Dậu ngọ thì cũng giống như những tuổi khác, Dậu khác thì có thể nói là không hình hại, không xung khắc, gia đạo vẫn là một cái gì đó rất là ok, có thì cũng là nhẹ nhàng và chạm hàng ngày trong cuộc sống, không quá khó khăn, trừ những người vốn dĩ bị khắc khẩu ha thì mình không nói rồi, còn mà những cái tuổi khác về Quý Dậu thì không đến nỗi nào. Tuy là dưới cái sao thái bật, nhưng mà với cái ngũ hợp, hy vọng rằng nó sẽ chế hóa bớt đi cái chuyện mà bị hỏa khắc kim về bổn mạng, không có làm có sự nguy nan của bổn mạng của các em Quý Dậu nặng nề hơn. Các em nam thì dưới sao có sao thái bật mà gặp cái thiên can mà ngũ hợp màu quý này, rất dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên là về mặt sức khỏe thì cần chú ý, đừng có mà coi đá banh nhiều quá rồi nhậu nhẹt rồi xảy ra vấn đề ha. Như vậy anh đã tổng hợp xong cái phần tử vi vận hạn của tháng mậu ngọ đối với tất cả những người tuổi Dậu. Thì về mặt gia đạo thì những người tuổi Dậu trong tháng năm có vẻ là không có việc gì quá lớn, tuy nhiên có một số bổn mạng thì có người tốt có người xấu, thiên can cũng vậy, nhưng mà không có quá khó khăn đâu, trừ những trừ một số em đó là người mà không có cái gì quá khó khăn ở trong thiên can, chủ yếu là về bổn mạng, cho nên là cần cẩn thận. Rất vui vì mọi người tuổi Dậu đã chú ý đón xem video. Ai xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người tuổi Dậu khác được biết và ứng dụng vào cái cuộc sống. Mong rằng với cái thông tin vừa rồi, nó là cái hành trang nhỏ giúp cho các người tuổi Dậu vượt qua cái tháng mậu ngọ cách nhẹ nhàng.
Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo, có thể là tuổi của người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.